bố không được lắm. Còn mẹ thì vẫn muốn bảo là khi mà con chơi rap thì con nên đọc được học lên hàng đầu, và khi mà con đã tốt nghiệp xong đại học rồi thì con hẵng nuôi đam mê của mình. Con đúng chọn một bộ huấn luyện viên mà mình muốn về nhất thì đó sẽ là huấn luyện viên nào? Chắc chắn là Carico, hơi xè tình yêu to lớn. Là B-Ray, tại vì em muốn luyện tập lyrical của chính mình. Chắc chắn là sẽ là anh cao quyết rồi. Mình phải cố gắng được 3 bass từ giám khảo, vì trong rap Việt mình muốn hạ 2 người. Wow. Hù, hù. Hai cái người đó là ai không ta? No, em để từ từ, mọi người sẽ biết. Yeah. Lớp 11 thì mình, nếu mà mình có cơ hội mà mình xuất hiện trong chương trình rap Việt thì bạn bè trong lớp sẽ thấy và có sẽ có khả năng là bạn flexing thấy. Flexing dạ, flexing không, đó là cái trường biết em rapper rồi. Dạ đúng rồi. Dạ, thế thì em quá gắt quá. Dạ. Thế thì em flex. Gắt. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Hey, xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Duy Hưng, rap name của mình là Hưng Bom. Xin chào rap Việt mùa 3, mình là Hằng Thị Quỳnh Anh và rap name của mình là Tép Miệng. Xin chào rap Việt, mình là Ngô Hồng Nam và mình là Khói Stone đến từ Rau Nguyên Dùng. Hiện tại cảm xúc mình đang làm như thế nào? Rất là phấn khích ạ, mặc dù là không biết là như thế nào sẽ đi về đâu, thế nhưng mà là rất là phấn khích và vui vẻ. Nó là vượt ngoài sức mong đợi của em. Khi mà em bắt đầu bước chân vào casting thì em nghĩ là em sẽ không đỗ đâu, nhưng mà em không ngờ lại đỗ. Em thấy là rất là vui. Em cảm thấy khá là bồi hồi nhưng mà cũng rất là vui. Nếu mà nhìn xuống ba người giám khảo ở dưới thì ai là người khiến cho mình cảm thấy khó thở nhất? Em sẽ không nhìn người khó thở, em sẽ nhìn người dễ thở, và đó chính là anh Tarik. Ba người đều khó thở như nhau, nhưng mà em sẽ nhìn đối diện ban giám khảo để lấy sức mạnh hoàn thành bài thi của mình. Khi mà đối diện Tarik khiến cho em khó thở nhất, tại vì anh Tarik là một người em khá là thích. Thế nên là được đứng biểu diễn trước anh thì em rất là hồi hộp ạ. Con đường với rap của mình là như thế nào, có thể kể cách ngắn gọn hay không? Nghe thì những bài rap từ ngày xưa, người đấy, ra quán điện tử chơi nghe Phút Đau Sống của anh Carrick. Mỗi cái trang viết của anh Carrick nó đều ứng với cái cuộc đời mình và nó quá là giống. Thế là mình lấy động lực đấy, là mình cũng muốn viết lên những cái vần thơ giống anh ấy. Mình cũng tiếp tục con đường ấy. Em bắt đầu chơi rap từ đầu năm lớp 10, mầm mống, yêu thích âm nhạc từ năm lớp 3. Em chọn bộ môn này là vì nó thể hiện được cái cá tính và thể mạnh mẽ cho con người của em. Cũng như là bạn Hưng, trong những lần mà anh em đi net với nhau, vô tình nghe được và cảm thấy nó rất là hay, dần dần tìm hiểu và đến hiện tại em có làm nhạc ạ. Cũng đã bắt đầu viết rap. Mình có được gia đình ủng hộ không? Đến với rap không? Rất là ủng hộ, không có gì ngăn cản luôn. Bố không ủng hộ lắm, còn mẹ thì vẫn bảo là khi mà con chơi rap thì con nên đọc được học lên hàng đầu, và khi mà con đã tốt nghiệp xong đại học rồi thì con hẵng nuôi đam mê của mình. Gia đình em thì cũng không hẳn là ủng hộ, mọi người thì mong đợi là em sẽ có một công việc nào đấy nó sẽ ổn định hơn, nhưng mà em tin là trong tương lai em có thể dùng khả năng của bản thân để thuyết phục gia đình. Danh tính của bốn cái người huấn luyện viên của rap Việt Hồng Vang cũng là tổng số, nhưng nếu mình dự đoán bốn cái tên đó sẽ là ai? Chắc chắn sẽ là Chisu Boy, anh Carrick. Em rất là muốn có anh B-Ray. Và tay chơi đó là Henry Ryan. Em thì Kimis, B-Ray, Carrick, MCU. Theo như dự đoán của em thì có thể là 50-50, anh B-Ray, anh Carrick. Ngoài ra thì sẽ Chisu Boy và chị Kimmy. Ví dụ như mình có cơ hội vào trong đất Việt và mình được chọn một bộ huấn luyện viên mà mình muốn về nhất thì đó sẽ là huấn luyện viên nào? Chắc chắn là Carrick rồi, hơi xè, tình yêu to lớn. Em nghĩ là B-Ray, tại vì em muốn luyện tập lyrical của chính mình. Chắc chắn là sẽ là anh Cao Quyết rồi. Nếu mà dùng 3 tính từ, mỗi tính từ có 2 chữ để mô tả về tính cách con người mình và những cái đặc điểm đặc trưng của con người mình thì đó sẽ là những tính từ nào? Đó sẽ là điềm tĩnh. Là điềm tĩnh chưa? Là có thể giờ là này là... Không, khi em đang nói thì đứng trên sân khấu nó sẽ là điềm tĩnh, nhút nhát. Không thấy cái nào luôn á. Ừ. Nó là nhút nhát đó hả? Vâng. Dễ gần. Cái này em thì điên loạn, mạnh mẽ, thân thiện. Em nghĩ là ấm áp, chân thành và đáng tin ạ. Đến với rap Việt mùa 3, nếu mà mình đi vào vòng trong thì mình đang muốn thể hiện một thân thẳng như thế nào, màu sắc âm nhạc như thế nào. Em muốn giữ bí ẩn, nếu mà được vào vòng trong rồi em muốn thực sự là muốn rap về dân tộc và muốn đưa cái con chữ Việt Nam ấy, cái con chữ Nôm, chữ Hán Việt, chữ Việt Nam và tất cả mọi thứ khác lên một cái tầm cao nhất định. Đó sẽ là rap dân tộc chứ không phải là cái hình ảnh tăng động như bây giờ. Em sẽ rap về những cái bản thể bên trong của chính mình, về những cái nỗi lo của học sinh trung học vì em vẫn là 16 tuổi. Em sẽ focus vào cái độ tuổi của chính mình. Em muốn thử sức tất cả thể loại mà em có thể, tại vì tính cho tới hiện tại thì những sản phẩm mà em từng làm ra thì đa phần đều là những sản phẩm viết về tình yêu, nhưng mà cuộc sống thì đâu chỉ có tình yêu, thế nên là em mong trong tương lai em sẽ có thể viết về chủ đề mới lạ hơn ạ.
Trai C2 chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Hello, mình là Mai Quốc Huy, rap name của mình là Pauly. Hey, của mình là Lai BB. Tên thật của mình là Vũ Đặng Lê Anh G. Yeah, yes sir. Của mình tên là Đặng Thiên Thuận, rap name của mình là Gấu Béo. Và đây sinh sống từ Gò Giáp, OIP Homie. Hey yo, mình tên là Tốt, tên thật là Ngô Quang Hào. Mình sinh năm 2006, yes sir. Động lực nào đã khiến mình đăng ký tham dự casting rap Việt Nam? Dạ là em muốn thực hiện ước mơ của mình, muốn đứng trên sân khấu lớn. Được rồi, mọi người, tốt hơn. Nhưng mà ai là cái người vì động lực là cái thách chính để khiến em đăng ký tham dự casting? Dạ đây là anh Gấu Béo. Là hai tụi em là sinh hoạt chung nhóm hả? Dạ. Và động lực của mình đến với rap về mùa 3 đó là chị này. Mình đến mình muốn chị này quay cho mình á. Tại mùa 2 mình nhớ chị đó quá nên mùa 3 mình phải gặp lại. Được không? Chắc rồi. Còn mình tới với lý do là rap Việt mùa 1, mùa 2 mình đã bỏ lỡ do có việc riêng. Và mình cũng thấy chương trình này kiểu cuốn mình quá. Nên là mình muốn làm những màu nhạc mình thích ở trong chương trình này và được nhiều người đón nhận hơn. Nên là mình muốn ở đây. Và người homie của mình đó là Pauly thì quá là rụt rè, kiểu là muốn đi thi nhưng mà chăn trở là đi thi rồi em đậu không. Nên là mình kiểu mình truyền năng lượng là thi đi đừng sợ. Sợ chỉ là cảm giác thôi. Cái mong muốn mà mình đến cái rap Việt này thì đó chính là truyền động lực cho tất cả những con người ngoài kia, có thể là những người bốc vác, những người nhặt rác, thậm chí là những người bị tàn tật, tất cả mọi người hy vọng mình có thể mang cái điều gì đó cho dù nhỏ nhoi thôi. Dạ, chính xác. Anh em giới thiệu em là 2K6, có nghĩa là năm nay là học lớp mấy ta? Dạ, lớp 11. Lớp 11. Dạ đúng rồi. Tại hiện tại hôm nay thì casting là có người nhà em không? Dạ, ba mẹ em đang đi làm. Chắc dạ, đang đi cúp học. Em nhắn là em ba mẹ qua đó. Ba mẹ có biết em sẽ đến casting? Dạ đúng rồi, dạ, chắc chắn có rồi. Đúng rồi. Lớp 11 thì mình nếu mà mình có cơ hội mình xuất hiện trong chương trình đặc biệt thì bạn bè trong lớp sẽ thấy và có sẽ có khả năng là flexing. Dạ, flexing không, đó là cả trường biết em rapper rồi. Dạ đúng rồi. Ôi. Thế thì em quá flex gắt. Quá dạ. Thế thì em flex quá. Gắt. Để lúc mà mình casting ở trên đó thì mình xuất của mình có là nó hồi có rung hay có được gì không? Em rung thậm chí quên lời luôn. Mình có thấy không? Tại vì thật ra mình thấy những bạn trước đó chỉ cần cái bạn phát một cái là coi như cũng xong cái phần trình diễn đó rồi. Có sợ là mình cũng dằn mình khỏi cái chơi này không? Dạ có, em cũng có sợ mà gặp chị đẹp gái kêu xuống cầu thang quẹo vô phòng đây. Có cơ hội. Dạ. Okay. Nói chung là có rung một chút nhưng mà mình phải cố gắng được 3 bass từ giám khảo vì trong rap Việt mình muốn hạ 2 người. Wow. Hù. Hai cái người đó là ai không ta? No, em để từ mọi người sẽ biết. Yeah. Cảm giác rung thì không có, mình hồi hộp thì có nhưng mà do là mọi người quá đông nên là ngay lúc ghi hình này mình vẫn còn đang rất là đói, giờ chưa có ăn trưa luôn. Mình nhìn vô phần thi của người khác thấy hay thì mình ủng hộ về phía mình, tin vào mình hơn nên là mình không có sợ. Như mình nói là sợ chỉ là cảm giác. Hồi nãy mình rung vâng, mình đã quên lời khúc đầu, với khúc đầu đó, nó toàn là âm âm không ạ, thế mình đã quên gần như toàn bộ. Nhưng mà cũng nhờ mình nghĩ đến cái công sức gần 2 năm mình đã bỏ ra, ngày nào mình cũng luyện, có những lúc cắn đến nỗi mà cái lưỡi nó bị chảy máu mà không sao, bởi vì cuối cùng đã được thể hiện bản thân và dù có thể là bị loại ngay tức mà sao mình đã vượt qua và đặc biệt nhờ idol Eminem của mình. Oh, someone do my human, do my human, do my human. Oh yes sir. Woo. Nếu vậy lúc mà đối diện với ba giám khảo ở dưới á, vậy giám khảo là khiến cho mình cảm thấy sợ nhất. Theo em là chết tay. Thấy anh ngồi lạnh lùng quá. Nhìn chầm chầm em. Em hơi rung. Giám khảo mà khiến em sợ nhất là anh áo đen. Không biết anh đó là nhìn nguy hiểm quá sợ. Ok. Ban giám khảo mình không sợ ai hết. Mình chỉ sợ cái anh hình như là nhà sản xuất. Anh đó cứ nhìn mình chăm. Từ khi mình ngồi đợi luôn, anh đó cứ lâu lâu cứ nhìn là mình kêu ủa mình đang bị gì ta, sao anh đó nhìn mình hoài. Tới lúc mình lên diễn luôn, mấy giám khảo kia thì cứ ngồi sau đi rất nghe mình như thế nào. Nhưng mà có anh đó là nhìn cũng sợ. Mình sợ nhất là chú mặc áo màu đen. Chú đó giống như là chú đạt mang nhát vậy đó. Mình nghĩ đến idol của mình nên là tâm lâm sợ. Có thể là chúng ta sợ hãi nhưng mà luôn luôn có những ánh mắt của tất cả những thí sinh khác đồng lòng hướng về chúng ta, thế nên hãy tỏa sáng. Vậy cái nhân vật áo đen là em nghĩ là anh Karis, thích anh Karis, thấy cái dáng ảnh da trắng và mặc cái form đồ giống anh Karis. Đã mặc đồ và phát kính mít vậy á, thấy cái dáng cái form người vậy, cái form người đó là ảo giác thôi, cái áo đó. Nói chung là em cảm thấy giống anh Karis. Không có cái tình khác nữa. À không, một mình Karis thôi. Còn em nghĩ anh đó là B-Ray. Chương trình không muốn nhận ra thì có thể là độn bông gòn vô cái áo nhìn cho nó bự bự, tưởng Karis. Em thì có chung quan điểm với Pauly, em cũng nghĩ là Karis. Tại vì B-Ray thì em gặp ở ngoài rồi, em cũng biết là dáng người nó như thế nào. Chân B-Ray không dài tới mức giống cái anh áo đen đó. Cái anh áo đen thì rất là dài. Ảnh buồn. Tại vì em đã đứng đối diện với B-Ray rồi. Anh B-Ray cũng cao hơn em cả khúc á, nhưng mà cái anh áo đen thì lại quá cao. Với lại mấy ngón tay đeo nhẫn nữa thì Karis đeo nhẫn rất là nhiều. Để hôm nay đeo có hai ngón nghĩa là đánh lạc hướng á. Đúng rồi.
giống như hai anh đã nói, mình sợ là có thể đó là B-Ray, nhưng mà nếu như đó là B-Ray thì mình sợ mình sẽ bị diss ngay lập tức. Thế nên là thôi, mình hy vọng đó chính là chú ba, chú Đạt Nam Giác là một người rất dễ thương, người hiền, luôn luôn hướng về cái tâm thiện của mình, bạn nhạc của mình. Đó, còn nếu B-Ray thì diss ghê lắm, thế nên thôi, giờ sợ lắm. Bốn cái vị huấn luyện viên đang làm những số của các vị của ba, thì mình dự đoán bốn người đó sẽ là ai? Em theo dõi Vion cái buổi sống hai mươi mấy á, thì em thấy là Lil Wayne, B-Ray, Ricky. Em nghĩ là Lil Wayne, Ricky là không thể rồi, nên là bây giờ sẽ có là Chester T, Suboy, B-Ray. Một người đó em nghĩ là Kendrick. Mọi người có tên nào khác không ta? Em theo anh Gấu rồi á. Chắc chắn là có B-Ray rồi, nhưng mà hy vọng là sẽ có chú Đạt Mang Nhát. Bởi vì chú Đạt Mang Nhát luôn là một người tuyệt vời. Tiếp theo là mình nghĩ là Kimmy. Chắc chắn là không có Kendrick. Kendrick và Wayne đã thông báo là sẽ không tham gia. Đó là bịp. Nhưng mà nếu như mà đó là một người đỉnh nhất Việt Nam, Đền Vong, mình nghĩ Đền Vong thật ra không hợp làm huấn luyện viên lắm. Giám khảo thì chuẩn hợp. Cả tháng 4 everyday mà tự tin của chương trình. Quay xe lúc nào không hay. Nhớ là mình đang theo đuổi thể loại rap nào, và ai là cái người truyền cảm hứng nhiều nhất cho mình khi đến với rap? Mình theo phong cách đó là lyrical, hướng đến gọi là về kỹ năng là chủ yếu. Mình rất là thích cách nhiều và đặc biệt là rap nhanh, khi thực sự đó là một điều rất là tuyệt vời. Mình đã nhận ra cái người mà truyền cảm hứng nhất cho mình đầu tiên chắc chắn là Eminem. Tiếp theo á là gọi là cái chủ đề rap, đó chính là NF, là một người bị underrated nhưng mà thực sự rất là tuyệt vời. Có thể nói là hiện tại. Một người thứ ba nữa đó chính là Kendrick Lamar. Còn với mình thì người truyền cảm hứng cho mình những ngày đầu tiên, đối với những bạn đồng trang lứa với mình không thể khác luôn, tầm năm lớp 5 là phải Khu Tao Sống, Bowie, Kendrick. Nhưng mà lúc mình bắt đầu chơi mình sẽ nghe nhạc châu Âu nhiều hơn. Nếu mà theo đúng như sở trường mình thì đó là Tiger, Club Banger hay là Boss Malone. Ở Việt Nam thì có Rubber, Soul 7. Thích MCK nữa, vì Soul MCK là hai người chơi kiểu melody on the track, đang giữ vị trí kiểu là hàng đầu của Việt Nam luôn. Mình thích chơi thể loại dark một tí. Mình thích kể về mặt tối của xã hội, nói chung là về cuộc đời, life. Người đưa cảm hứng mình đến với rap cũng như bạn này, NF. Yeah, NF rất là đỉnh luôn, thần tượng của mình. Mình phải vượt qua NF. Yeah. Mà thích bạn like của Chico, muốn từ của anh ấy ra thì chắc chắn thích cái flow của anh đó, nhưng mà em lại thích ballad chill nhẹ nhàng đó, ngược lại xíu thì nghe em thích là đánh đá nghe anh quá chịu nổi cha quá chịu nổi. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.